Đây mọi người ha. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt T80W này với cái phần mềm Afada để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn lắp giấy và kết nối dây mạng LAN để in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Afada nha. Thì bên mình có rất là nhiều dòng máy in mạng LAN, máy in Wi-Fi và máy in Bluetooth luôn nha mọi người. Thì mọi người cần cái máy in nào cho cái phần mềm nào thì các bạn nhắn shop để shop hỗ trợ tư vấn nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Ok các bạn, thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn không cần phải bơm mực. Này là các bạn chỉ cần cắm điện các bạn in thôi nha các bạn. Thì cái máy này là khổ giấy là 80mm nha các bạn. Hiện tại là cái máy này là cái khổ giấy to nhất trong các dòng máy in hóa đơn bán hàng nha các bạn. Khổ giấy 80mm nè, bề ngang nè các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở bên hông nè các bạn thấy là có cái cần gạt đẩy nè. Đó, cần gạt đẩy nè, các bạn gạt xuống là nó sẽ mở cái nắp ra, sau đó các bạn để giấy vào nha. Nó có cái thanh ngang á, cái thanh dài á, để các bạn để giấy vô đây nè cũng được nữa. Hoặc là các bạn bỏ cái cây đó, các bạn khỏi để giấy cũng được. Rồi mình để giấy theo chiều này nha các bạn. Mình để giấy ngược là in nó sẽ không ra mực nha. Rồi ok ha. Thì ở đằng sau nó có cái công tắc nè. Các bạn bật cái công tắc này lên ha, để mở nguồn lên nha. Rồi còn cái nút này á, cái nút xả giấy nha các bạn. Đó các bạn ấn một cái là nó xả ra một miếng giấy. Để những cái trường hợp mà mực cái chữ nằm ở dưới á, xa quá các bạn phải kéo bấm xả ra để các bạn xé cho nó không bị xong không bị mất chữ nha. Ok bây giờ mình sẽ vào xuống sau nha. Thì ở đằng sau đây á, cái chỗ này á mà hiện tại mình đang cắm nè là cung cấp điện nha các bạn. Cắm nguồn nè, cắm sạc adapter nè các bạn. Đây, hiện tại mình đang cắm nha. Các bạn cắm vào nha. Rồi, cái cổng này là cổng kết nối két nha các bạn. Rồi, còn cái cổng này á là cái cổng kết nối USB với máy tính để các bạn in hoặc là cài đặt cái máy in nha. Rồi, còn đây là cổng mạng nha các bạn. Đây là cái cổng mạng, đây là máy in USB LAN nha các bạn. Thì hiện tại bên mình có hai dòng là dòng cắm dây mạng nè. Các bạn cần phải có một cái cọng dây mạng như thế này. Các bạn cắm vào một đầu, bạn cắm vào trong máy in. Một đầu còn lại á, các bạn cắm vào cái modem wifi ở nhà của các bạn nha. Có nghĩa là bạn phải kéo một cái dây mạng từ cái modem wifi tới cái máy in thì các bạn mới sử dụng được nha. Thì bên mình còn có một dòng nữa là không cần phải gắm dây mạng này. Cái máy đó là cái máy kết nối wifi nha các bạn. Các bạn chỉ cần kết nối wifi, các bạn chỉ cần gắm nguồn điện như thế này rồi. Các bạn không cần phải gắm dây mạng LAN này. Các bạn chỉ cần gắm nguồn điện thôi. Sau đó cái máy in nó sẽ tự động kết nối với wifi ở nhà của các bạn á. Sau đó các bạn in thôi nha. Rồi ok. Thì những bạn nào mà mua máy in này bên mình á, mình sẽ cài đặt IP tĩnh cố định cho các bạn luôn. Sau đó các bạn về các bạn chỉ cần gắm điện và cắm cộng dây mạng vô các bạn xài thôi nha. Đó, thì những bạn nào mà mua máy bên mình á thì cung cấp cho mình cái thông tin wifi. Các bạn vào trong cái điện thoại á, các bạn bấm vào chữ Y nè. Đó, các bạn chụp cho mình thấy được cái địa chỉ IP nè, cái lớp mạng nè, cái bộ định tuyến. Mình sẽ cài đặt cho các bạn về, các bạn chỉ cần gắm điện vào các bạn xài thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái bên này với cái phần mềm sổ bán hàng để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì sau khi mà bên mình đã cài đặt cái địa chỉ IP cố định cho cái máy in này rồi á, thì về các bạn gắm cộng dây mạng vào kết nối với cái modem wifi của nhà các bạn. Shop mình phải cài đặt cái địa chỉ IP thì cái máy in này mới các bạn gắm cái cộng dây mạng vào mới sử dụng được nha. Còn bên mình không cài á, thì không có kết nối được nha. Hoặc là những bạn nào muốn cài á, thì bên mình sẽ gửi cái video hướng dẫn cho các bạn tự cài nha. Rồi ok. Thì cái máy in này á, mình đã cài rồi. Bây giờ mình sẽ gắm cộng dây mạng kết nối cái modem wifi vào để mình in thử cho các bạn xem nha. Ok, thì sau khi đã lắp giấy vào cấp nguồn điện cho máy in thì bây giờ các bạn gắm cộng dây mạng vào nha. Thì cái cộng dây mạng này các bạn kéo từ cái modem wifi tới nha. Đó, các bạn lắp vào nó, cái đèn cam nó sẽ chớp tắt nè. Thì cái cộng dây mạng nó mới hoạt động nha mọi người. Còn cái máy in wifi bên mình đó thì các bạn không cần phải gắm dây mạng LAN nha. Các bạn chỉ cần gắm nguồn điện thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn
nhập cái địa chỉ IP vào cái phần mềm Avada để kết nối với cái máy in. Để in nha, các bạn vào cái dấu tròn cái logo ở trên nè, rồi cài đặt máy in hóa đơn, rồi các bạn chọn khổ giấy là 80 nè, wifi LAN nè, rồi sau đó các mình nhập cái địa chỉ IP vào nha, cái địa chỉ IP ở trên cái tờ giấy in test đó các bạn, trên cái tờ giấy in test này nè, 192.168.1.245 nè. Mình sẽ hướng dẫn các bạn in tờ giấy in test luôn nha. Các bạn tắt máy, các bạn bấm nút fit, giữ nút fit, các bạn mở công tắc lên, đèn đỏ chớp, cái phần buông ra liền, nó sẽ in ra tờ giấy in test có cái địa chỉ IP ở trên này cho các bạn nha, 192.168.1.245 nha. Rồi ok, nhập vào trong cái địa chỉ máy in nè, 192.168.1.245, ghi dấu chấm rồi luôn nha các bạn, bấm in thử nha. Đây các bạn nha, rồi kiểm tra kết nối nè. Đây các bạn ha, máy in ra tự động cắt giấy cho mình luôn nha, khổ giấy to rõ mực đậm nha. Rồi ra ngoài mình thử nha. Đây mọi người ha, chữ in ra rất là đậm và to rõ, in ra tự động cắt giấy cho mình luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Thì trên cái điện thoại Android cũng vậy các bạn vào trong cái chỗ logo trên này, rồi các bạn cài đặt hóa đơn, mình cũng chọn là khổ 80, máy in wifi, nhập cái địa chỉ IP vào 192.168.1.245 nha, lưu vào kết nối nè, tin thử cái luôn nè. Rồi ra ngoài tin thử luôn nha, lưu kết nối. Rồi ok nha mọi người. Ok, những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng tới nhận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nha.